Chào mừng các bạn đang đến với kênh YouTube của Đồng Hồ Hải Triều. Và ngày hôm nay thì Ngọc Mai rất vui khi được quay trở lại với chủ đề những bước tiến mới trong ngành đồng hồ, đó là việc đưa chất phát quang lên trên mặt đồng hồ. Chúng ta đều biết rõ là những chất dạ quang cũ thì đều dễ bay màu sau nhiều năm. Vậy liệu những chất phát quang mới như là Luminova hay là Super Luminova có thực sự là giải pháp hay không? Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video lần này nhé. Các bạn đừng quên like, subscribe kênh YouTube của Đồng Hồ Hải Triều để không bỏ lỡ những chủ đề thú vị tiếp theo mà Ngọc Mai sẽ gửi đến vào ngày mai. Từ năm 2000 trở đi, ít nhất là trên thị trường, tên của vật liệu phát sáng thay đổi thành Super Luminova. Một số người cho rằng Super Luminova là phiên bản nâng cao của Luminova ban đầu, được dùng cho mục đích công nghiệp. Trên thực tế, đây là loại vật liệu phát sáng do Luminova AG cung cấp để sử dụng trong giới chế tác đồng hồ. Mặc dù lúc đầu Luminova và Super Luminova chủ yếu mang màu xanh lục, các màu khác hầu như đã bị quên lãng. Chẳng hạn như Rolex đã biến Super Luminova thành hợp chất độc quyền vào năm 2008 với cái tên Chromalite. Chromalite tỏa ánh màu xanh lam chứ không phải xanh lá cây, và Rolex tuyên bố rằng sự phát sáng này kéo dài lâu hơn, dễ dàng hơn cho người dùng nhìn thấy trong điều kiện thiếu sáng. Seiko cũng có hợp chất phát sáng độc quyền của riêng mình, được đặt tên là Lumibright. Trong khi đó, Luminova AG cũng liên tục được bổ sung màu mới. Điển hình là vào tháng 5 năm ngoái, vàng, cam, hồng và xanh dương đậm đã được bổ sung vào danh sách, bên cạnh các phiên bản màu xanh lá cây, xanh dương, tím và trắng. Theo thời gian, màu sắc radium và tritium sẽ thay đổi. Bên cạnh việc suy giảm chức năng, điều này còn tạo nên lớp phai trên các vị trí quét lớp phụ dạ quang trên một chỉ giờ và kim của đồng hồ. Với sự xuống cấp này, màu sắc mục chỉ giờ và kim sẽ có sự thay đổi. Đó chính là điều khác biệt giữa chiếc đồng hồ cổ điển và đồng hồ mới. Điều thú vị là sự xuống màu này lại được rất nhiều nhà sưu tầm đồng hồ cổ yêu thích. Tuy nhiên, đối với Luminova hay Super Luminova của Thụy Sĩ, hiện tượng đổi màu hay lão hóa theo thời gian này sẽ không diễn ra. Chúng không phai cũng không tương tác với độ ẩm, màu sắc sẽ được giữ gìn mãi mãi. Có thể đây không phải là tin vui dành cho những người chuộng kiểu đồng hồ cổ, song không thể phủ nhận được lợi thế về độ bền bỉ và không nhiễm phóng xạ của loại chất liệu này. Đó cũng là lý do ngày càng nhiều thương hiệu đang hướng đến các sắc thái khác nhau của Super Luminova, như những màu trắng bệt, nâu hay thậm chí là màu phai giả. Khoảng năm 1910, những chất phát quang được biết đến nhiều hơn khi một vài công ty bắt đầu sử dụng radium trên mặt số đồng hồ cao cấp và các kim đồng hồ để tạo hiệu ứng phát sáng trong tối. Chất phát quang radium là công nghệ cực kỳ tiên tiến vào thời điểm đó. Những người thợ lúc đó cũng rất tự hào vì có thể đóng góp cho đất nước của mình trong Thế chiến thứ nhất bằng cách cung cấp đồng hồ cho binh sĩ. Radium được sơn trên các kim và cọc số của đồng hồ bởi công nhân trong các nhà máy sản xuất. Chất liệu này là một hỗn hợp keo phosphor và radium. Những người công nhân được yêu cầu nhấp môi cây cọ để giúp đầu cây cọ lông nhọn trước khi sơn radium lên kim đồng hồ. Trong các nhà máy sản xuất, những người chủ thường thuê phụ nữ làm công việc này. Những người quản lý ở phân xưởng bảo rằng loại sơn này chẳng có gì nguy hiểm cả, nhưng điều đó không đúng. Do hiểu biết hạn chế về chất phóng xạ khi tiếp xúc trực tiếp không có bảo hộ với radium, nhiều công nhân nữ đã bị thiếu máu, gãy xương, hoại tử hàm và cuối cùng là chết. Vào năm 1927, một nhóm phụ nữ được gọi là những cô gái radium đã đòi bồi thường từ United States Radium Corporation. Vụ kiện của những phụ nữ này ảnh hưởng đến luật lao động Mỹ, là sự thay đổi tiền bồi thường cho công nhân và việc thiết lập tiêu chuẩn an toàn phóng xạ. Việc sử dụng radium sau đó đã được hạn chế lại rất nhiều. Vào những năm 1960, lượng radium được sử dụng trong đồng hồ đeo tay khoảng xấp xỉ 1% so với số lượng được sử dụng vào đầu những năm 1900. Vào năm 1968, vì nguy hiểm tới sức khỏe con người nên đã không được sử dụng nữa và bị cấm hoàn toàn. Thay thế cho chất phóng xạ radium để trở thành nguyên liệu chính dùng cho đồng hồ là tritium. Hoạt động theo nguyên lý hóa học như radium cũng trải qua sự phân rã, tụ phát sáng và tạo ra nhiều màu sắc khác nhau. Tritium có độ phóng xạ ít hơn radium và đủ an toàn để được sơn lên các mặt đồng hồ đeo tay trong nhiều thập kỷ. Cho đến đầu thập niên 1990, khi một vài vật liệu thay thế mới an toàn hơn đã thế vị trí của nó. Hiện tượng quang điện tử electroluminescence là sự sản sinh ra ánh sáng do dòng điện chạy qua phosphor. Trong một chiếc đồng hồ, một tấm kính bằng thủy tinh hoặc nhựa được phụ chất dẫn điện và phosphor, sau đó được gắn phía sau mặt số. Khi nhấn nút, một dòng điện được chuyển đi khiến phosphor phản ứng hoạt động như một đèn nền. Mặc dù công nghệ này chỉ thường được sử dụng trong đồng hồ điện tử, dòng đồng hồ Indilo của Timex là sự ứng dụng đáng chú ý nhất của kiểu phát quang này trên đồng hồ kim. Công ty này đã cấp bằng sáng chế cho công nghệ này vào năm 1992, khiến Timex trở thành một trong số ít những nhà sản xuất đồng hồ kim với loại chất phát quang này. Và đây đã là video thứ 2 trong chuỗi series video này rồi. Ngọc Mai sẽ để link phần 1 ở bên dưới phần mô tả cho ai chưa xem thì chúng ta có thể xem lại nhé. Và các bạn đừng quên like, subscribe kênh để không bỏ lỡ những chủ đề thú vị tiếp theo. Còn bây giờ thì Ngọc Mai xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.